trì tam bách dư niên hầu, thiên hạ hà nhẫn cấp tố như. Lời tán trối cuối cùng của một hồn thơ, từng chữ từng lời để nhòa màu. Để nhân loại hôm nay trọn niềm yêu nhớ, lật giờ từng trang kiếp trăm luân bề khổ tổ như ơi nước nở tiếng khóc đời. Về tham gia liên hoan dân ca Ví Dặm tỉnh năm 2016,
Câu lạc bộ dân ca Ví Dặm phường Đội Cung xin được gửi tới toàn liên hoan chương trình nghệ thuật với chủ đề Cội Nguồn Thiêng với các tiết mục diễn xướng dân ca nghệ tình Cội Nguồn Thiêng soạn lời An Ninh phục dựng Hồng Nga do toàn câu lạc bộ biểu diễn. Tiết mục Bác Về Vui Với Cháu Con soạn lời An Ninh do Thu Trang cùng tổ múa biểu diễn và kết thúc chương trình với tiết mục khúc ca Già Bàn soạn lời An Ninh. Sau đây chương trình nghệ thuật Cội Nguồn Thiêng câu lạc bộ dân ca Ví Dặm phường Đội Cung xin phép được bắt đầu. Cầu cá thường vàng cho mi mê
để người tìm được ngày trong. Yeah.
người ơi, thiền căn ở tại lòng ta, trừ tâm kia mời bắn ba chưa tay, lời quê chấp nhận giống dài, muốn vui cùng một vai trọng.